Tôi đã bị tai biến mạch máu não, rồi sau đó lần thứ hai là bị coi như nhồi máu cơ tim. Tôi đã điều trị như là bên bệnh viện tỉnh một thời gian, rồi hôm nay tôi qua đây tôi điều trị. Và cái đặc biệt là hôm nay có những cái dụng cụ mà tập phần về phần cơ bên này là rất là đầy đủ, xung điện cũng có mà thủy châm cũng có cái tập tành thì coi như là tất cả anh chị em bác sĩ ở đây là thân thương, chỉ dẫn rất là tận tình. Tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng bệnh viện 22 tháng 12, bệnh nhân tai biến được điều trị nội trú hoặc ngoại trú bằng các phương pháp y học cổ truyền, vật lý trị liệu như điện châm, cấy chỉ, xoa bóp bấm huyệt, siêu âm, sóng ngắn, điện xung, hướng dẫn tư thế nằm đúng, tập vận động. Dưới sự hướng dẫn và thực hiện kỹ thuật của nhân viên y tế có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Các máy móc được sử dụng tại khoa như hệ thống tập vận động 10 chức năng, dàn tập đa năng, máy tập đi có khung treo, góp phần phục hồi tình trạng đi đứng, cầm nắm, giúp bệnh nhân có thể tự sinh hoạt cá nhân, tái hòa nhập xã hội, hạn chế sự lệ thuộc vào người thân. Tất cả các dịch vụ y học cổ truyền phục hồi chức năng tại bệnh viện 22 tháng 12 đều được bảo hiểm y tế chi trả bảo hiểm y tế theo quy định. Bệnh nhân đến khám và điều trị được hưởng bảo hiểm y tế nhô đúng tuyến với mức hưởng trên thẻ bảo hiểm y tế mà không cần phải làm thủ tục chuyển viện. Ngoài ra, các chương trình ưu đãi được triển khai thường xuyên giúp bệnh nhân an tâm điều trị lâu dài và liên tục với mức chi trả tiết kiệm nhất, hiệu quả cao nhất dành cho quý bệnh nhân. Với phương châm chăm sóc người bệnh như người thân trong gia đình, đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng đã và luôn đồng hành cùng bệnh nhân trên mỗi bước đường trong hành trình hồi phục, giúp bệnh nhân sớm trở lại với cuộc sống, sinh hoạt thường ngày. Khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng bệnh viện 22 tháng 12 tự hào đáp ứng mọi nhu cầu thăm khám, chẩn đoán và điều trị cho người bệnh.